Kính thưa quý vị, và trở lại với phần tin buổi tối hôm nay là bản tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Diệu Quy và Kim Nhung xin được chào anh Khanh. Thưa anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến các bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTM. Tối nay thì tôi đói bụng, không phải thú thật với quý vị khán thính giả là như vậy. Từ tôi đói bụng thì đương nhiên là phải nghĩ đến một cái món nào ngon. Thì tự nhiên là tôi nghĩ đến một cái món mà rõ ràng đây là cái món của Bắc Kỳ. Cái món này là món bún thang. Không biết là hai chị là chị Kim Nhung với tại chị Diệu Quyên lần cuối cùng ăn cái món bún thang là lúc nào. Đây, cảm ơn anh em bên ban kỹ thuật cho chúng ta xem cái hình của một tô bún thang. Tôi phải thưa là như thế này, nghe nó là một tô bún thang là không đúng rồi, bởi vì là bún thang là nếu có để trong cái tô to thì cũng gọi là một bát bún thang. Tôi còn nhớ là bà nội tôi dặn dò là như vậy. Tôi cũng nhớ rằng là cái món bún thang này là nó tỉ mỉ lắm, nào là nấu nước luộc gà rồi sau đó phải lặp đi lặp lại để cho nó thật là trong, rồi sau đó là nó chỉ có ở trên đó thì có gồm chỉ bún là một, nước dùng là hai, cái thứ ba là có giò lụa nhưng mà phải thái chỉ, rồi là có thịt gà thái thật nhỏ và có ít trứng trứng tráng, rồi sau đó là cũng phải thật là nhỏ. Thật ra là cứ bốc từng tí một, khiến cho nhiều người Việt, ngay cả chính nhiều người miền Bắc họ cũng không biết là tại sao lại gọi là thang. Họ nghĩ rằng là có lẽ rằng là người mà nấu ăn nó thì là bốc từng chút. Họ cũng tưởng là giống như là ông thầy thuốc, ông ấy bốc thang thuốc thì gọi là bún thang. Nhưng mà một người bạn của tôi thì là bảo là không đúng là như vậy. Người bạn của tôi nói rằng là cái câu chuyện này là cái câu chuyện lịch sử từ thời đời vua Gia Long. Vua Gia Long là các quan tổng đốc, là khi nào mà được chọn là tổng đốc thì bây giờ vua cũng tặng cho một vài cái món quà, một vài cái món ăn để mà ăn mà nhớ đến ơn vua. Thì bao giờ cũng thế, theo như bạn của tôi bảo rằng là ông vua Gia Long là ông chọn là cái việc đầu tiên là gà luộc, nhưng mà cái con gà luộc đó là phải là con gà lông trắng chứ không phải nói là lông trắng toát, đó là cái thứ nhất. Và có một cái món nữa gọi là cái món canh trứng, và từ cái món canh trứng đó mà nó đời ra sau này nó biến dạng đi, nó trở thành món bún thang của mình. Tôi không biết là cái điều đó có đúng hay không, nhưng mà anh bạn tôi thì anh kể phải say mê lắm. Anh bảo là cái chữ thang nó ở trong cái bộ thủy, tức là nó có nghĩa là nước chứ không phải là thang thuốc, mà nó không phải là cái thang leo trèo lên mái nhà. Thật ra anh ấy bảo là cái chữ thang này đây là nó ý là bộ là món canh. Thật ra đó là cái lý do tại sao mà người ta gọi là bún thang. Bún thang là bởi vì nó lỏng bóng nước. Tôi phải thú thật với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán giả, tôi nhớ là hồi đó tôi có một chị bạn của tôi, chị bảo chứ chú không biết ăn cái món này, nó không có gì đặc sắc cả, mà tại sao mà làm mệt mỏi quá, mà cái nghề nấu thì phải rất là cực, bởi vì nấu xong rồi phải lọc nước, rồi xong giò là phải thái mỏng từng tí, từng thái chỉ, rồi trứng cũng thái chỉ, rồi là thịt gà cũng phải thái ấy, vân vân và vân vân. Thật ra chị bảo ô cái món này người Nam của tôi gọi là bún thang, bởi vì là than thở, là bởi vì làm nấu cái món này thì quá kỹ. Thật ra là từ người miền Nam của chúng tôi gọi là bún thang là than thở, nhưng mà với người miền Bắc thì là gọi là bún thang. Tôi ngày xưa tôi cũng nghĩ rằng là nó cái chữ thang là bởi vì giống như ông thầy bốc thuốc, nhưng mà hóa ra không phải. Theo như là bạn tôi nói là cái chữ thang này nó có nghĩa là nó nằm trong bộ thủy, và nó có nghĩa là một cái món canh. Thành ra là từ chỗ đó mà mới ra cái chuyện nó gọi là bún thang. Cũng phải xin được kể một cái câu chuyện nhỏ ở đây nữa, là tôi không biết là đúng hay sai, nhưng mà rõ ràng trong cái bún thang là không có hành, mà bún thang là ở trên miệng là bao giờ cũng vậy, là có rau răm cũng thái nhỏ để lên trên đấy. Và theo như là người bạn của tôi bảo, thì người bạn tôi nói rằng là cái lý do là tại sao có rau răm, anh ấy nói rằng là bà nội của anh nói rằng là trong cái bún thang thì chứng tỏ là trước hết là cái công phu và cái tỉ mỉ, tức là những cái đức tính tốt của người phụ nữ, và đặc biệt nên là phụ nữ Việt Nam, chứng tỏ tức là phải là người nhu mì rồi cần kiệm vân vân và vân vân. Nhưng mà cái tôi bảo ok như vậy thì được, chuyện đó thì ok, tức là phải làm tỉ mỉ từng tí một mới ra được cái bát bún thang. Nhưng mà tại sao có rau răm ở trong đấy? Thì anh bạn tôi bảo rằng là theo như bà nội anh ấy nói là rau răm là giúp cho người đàn ông diệt dục,
Thành ra tức là đó cũng là cái dấu hiệu của người phụ nữ biết chăm sóc cho chồng, không có để cho chồng làm quá mức về chuyện tình ái. Và như vậy đó là cái bát bốn thang, là cái biểu tượng của tứ đức tam tòng, đại khái là như thế. Tôi không biết là đúng hay sai, nhưng mà tôi chỉ xin được kể lời theo lời anh bạn của tôi nói như vậy. Và thưa cùng với lại quý vị và quý và hai chị Kim Dung và Diệu Quyên, càng nói bao nhiêu thì càng thèm tô bún thang bấy nhiêu. Dạ đúng vâng. Bát bún thang là đúng. Cảm ơn anh Khanh, bếp nhà Khanh nấu đã gửi đến quý vị món bún thang. Và ngày mai anh Khanh sẽ gửi đến quý vị món bún riêu. Tại sao có chữ riêu trong bún thưa quý vị? Nhưng mà phải nói cảm ơn anh Khanh ngày hôm nay thì nhưng mới hiểu cái ý nghĩa của bún thang. Chữ thang và thang. Thang là nước. Dạ. Vâng. Là gọi là cái tô nước lẩm bẩm. Dạ. Dấu hiệu của bát canh. Dạ. Và bạn có bảo rằng là vua Gia Long thì cho các quan tổng đốc là một cái bát canh trứng. Tôi nghĩ là có lẽ bát canh trứng thì giống như của mình thường hay ăn canh trứng, tức là nước sôi để luộc lên rồi là cho quả cà chua và đập quả trứng vào. Thì đại đại thì là như vậy. Thì từ đó là rồi sau nó biến thế, nó cứ biến dạng dần dần rồi cuối cùng nó ra món bún thang. Theo như lời bạn của tôi. Vâng, cảm ơn Khanh. Và thưa quý vị, trở lại với phần tin cuối ngày hôm nay thì sáng hôm nay Thiên Khanh, Tòa Bạch Ốc đã gửi thư cho Quốc hội và yêu cầu Lưỡng viện phải ban hành lệnh ngân sách tạm thời cho 3 tháng sắp tới. Và trong thời gian chờ đợi thì các vị dân cử liên bang đã thông qua ngân sách cho tài khoá năm 2024. Thì anh Khanh có ngạc nhiên khi mà thấy bên hành pháp yêu cầu lập pháp thông qua ngân sách tạm thời hay không thưa anh? Câu trả lời của tôi là tôi hoàn toàn không. Tôi thấy là ở phía bên hành pháp của ông Biden là đây là chơi một cái đòn chính trị. Nên nhớ rằng là các chuyện ngân sách của quốc gia là không thể nào mà giải quyết được. Lý do là bởi vì là tuần lễ sau thì là mấy ông bà thượng nghị sĩ dân biểu mới trở lại làm việc. Và khi mà họ trở lại làm việc thì không thể nào chỉ trong một vài tuần lễ mà giải quyết được cái chuyện ngân sách cho cả nước trong vòng 12 tháng. Sau sử dụng cho 12 tháng sắp đến. Thành ra là bởi như vậy, ông Biden thì là ông sợ rằng là, trước hết ông sợ rằng là nếu mà chính phủ mà phải đóng, không có tiền phải đóng cửa thì là như vậy thì đôi khi là gây cái thiệt hại cho ông, bởi vì là ông là ông chủ nhà và ông nghĩ rằng là gây thiệt hại cho ông, tạo cho ông những cái bất lợi khi bỏng ra cho cái cuộc tranh cử vào năm 2024. Thật ra ông đẩy cây vào phía bên quốc hội, ông bảo với ông bà nếu mà ông bà không giải quyết xong thì thôi thì bây giờ tôi muốn là ông bà cho tạm thời 3 tháng thôi để cho quý ông bà có thời giờ để bà bàn tính thêm. Nên nhớ rằng là cái chuyện mà sẽ đưa ra một cái nghị quyết và đồng ý với nhau là tạm thời sử dụng một cái ngân sách chỉ trong vòng 3 tháng là từ bây giờ cho đến tháng 12 là cái điều ông chủ tịch Hạ viện ông Kevin McCarthy đã nói rồi. Nhưng mà bây giờ ông Biden ông tôi nghĩ rằng là đây là cái đòn chính trị, ông muốn đẩy cây qua phía bên kia này. Sau đó nếu mà có chuyện gì xảy ra thì ông bảo ô tôi có nói người ta rồi mà người ta không nghe, thì bây giờ không phải là lỗi ở tôi, lỗi ở người ta chứ không phải là lỗi ở mình. Đó là cái nhìn của tôi cho cái câu hỏi mà chị Diệu Quyên vừa mới đặt ra. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà cái trở ngại nó nằm ở đâu và tại sao thưa anh? Bây giờ cái trở ngại thì thật tình ra là phía bên Thượng viện thì đã xong rồi. Nhưng mà đến khi đưa xuống Hạ viện thì Hạ viện chưa làm được cái gì cả. Lý do là bởi vì sao? Là trước hết là Hạ viện họ nói là họ có nhiều cái việc khác mà họ muốn làm. Trong khi đó thì tôi phải thưa phối hợp với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi nghĩ là Hạ viện Cộng hòa bây giờ họ nhắm vào gia đình ông Biden nhiều hơn là họ nhắm vào cái chuyện của quốc gia. Thành ra là bởi như vậy họ không có thời giờ để họ làm cái điều đó. Bây giờ là họ biết là nước đến chân mới nhảy, chỉ còn có 3-4 tuần lễ nữa là đến ngày cuối tháng, tức là đầu tháng 10, mùng 1 tháng 10 là phải có ngân sách mới. Thì bây giờ họ mới bắt đầu tính chuyện thôi, vậy thì bây giờ chúng ta tạm thời là chúng ta biết không thể giải quyết được ngay, thôi bây giờ cứ tạm thời câu giờ thêm 3 tháng nữa đại để là như vậy. Nhưng mà cái trở ngại không chỉ nằm ở đấy. Hiện tại bây giờ như là hai chị còn nhớ rằng là ở Hạ viện này có một nhóm bảo thủ cực đoan, tức là nhóm Freedom Caucus, và đồng thời có nhóm MAGA là nhóm ủng hộ ông Donald Trump. Hai nhóm này họ chừng 40 mấy người họ kết hợp lại với nhau. Họ bảo rằng là nếu mà muốn làm kể cả chuyện là thông qua tạm thời cho 3 tháng thì phải theo những cái điều kiện họ đặt ra. Chẳng hạn như họ đặt những điều kiện liên quan đến vấn đề không cho phụ nữ được quyền phá thai, kể cả những nữ quân nhân, rồi nhiều nhiều thứ chuyện khác nữa mà họ đòi hỏi là như vậy. Tức là nó sẽ gây khó khăn,
cho ông Kevin McCarthy. Ông Kevin McCarthy muốn giải quyết nhưng mà không phải là dễ dàng. Tôi nhìn thấy là như vậy, thưa chị Kim Nhung. Vâng, vậy thì thưa anh Khanh, liệu đề nghị của chính phủ Biden có được thông qua hay không thưa anh? Tôi nghĩ là sớm muộn gì thì cũng sẽ thông qua. Nhưng mà nhiều người bảo với tôi là chưa chắc. Lý do là tại sao? Cái chuyện quan trọng nhất là cái vai trò của ông Kevin McCarthy ở trong cái chuyện này. Nên nhớ rằng là ông Kevin McCarthy thì bây giờ là tôi thấy ông làm việc là được ngày nào hay ngày nấy. Và được hàng mỗi một ngày như vậy ông chịu cái áp lực của nhóm bảo thủ cực đoan quá nhiều. Thành ra là rốt cuộc sau thì đôi khi là ông không biết tính như thế nào cả. Nên khi mà ông ra tranh cử thì có hứa với họ rằng là nếu tôi làm các anh chị không hài lòng thì một người là có thể là họp khoáng đại Hạ viện và sau đó truất phế tôi. Thật ra bây giờ ông muốn giữ cái vai trò mà ông đang có thì đương nhiên ông phải nhượng bộ họ. Nhưng mà cũng rõ là ông nhượng bộ họ, ông sẽ nhượng bộ như thế nào để mà có thể giải quyết tạm thời các vấn đề ngân sách cho đến từ bây giờ cho đến vào cuối năm nay, thưa với lại chị Diệu Quyên. Vâng, và mời Kim Nhung với câu hỏi kết thúc. Dạ vâng, chắc là chúng ta sẽ phải hẹn gặp nhau vào ngày mai. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng. Cảm ơn anh Khanh. Sợ lời anh chúng ta hết giờ rồi. Vâng, dạ vâng. Hẹn gặp anh ngày mai thưa anh Khanh. Dạ. Và trước khi chia tay nha, vâng, Trường Quyên xin dạ. được cảm ơn một vị khán giả đã ủng hộ cho chương trình Tiếng Hạt Vàng. Thưa quý vị, Tiếng Hạt Vàng sẽ được tổ chức vào 2 ngày, ngày 16 tháng 9 và ngày 17 tháng 9 sắp tới đây. Chúng tôi xin được cảm ơn vị khán giả tên là Tammy Phạm đã tặng cho chương trình 3.000 Mỹ Kim. Wow! Cảm ơn cô Tammy rất nhiều. Không biết là cô Tammy từ thành phố nào, ở đâu, có phải là bạn của thí sinh hay không mà ủng hộ một số tiền rất lớn như dạ thế vâng. này. Cảm ơn cô. Ở cái zip code là 60053 thì cái số phone, cái area code số phone là 773. Dạ vâng, dạ. Nếu mà quý vị biết cái area code này thì cảm ơn quý vị thành phố đó có những người rất là hảo tâm để ủng hộ cho chương trình này. Dạ vâng. Khi mà anh Mai Phi Long biết có nhiều người mạnh thường quân tặng như thế này thì làm cho mình hăng hái rất hơn với đợi. Cái công việc của mình. Và năm nay MC mà để cho đặc biệt cho Tiếng Hạt Vàng chúng tôi rất là vui, dạ vinh dự mời được ký giả Nguyễn Văn Khanh, tại vì cũng là MC Hạt Vàng luôn. Dạ vâng. Và dạ. nói về Tiếng Hạt Vàng của mùa 1, như quý vị cũng đã biết, và những cái cảm nghĩ của những thí sinh tham dự mùa 1 đó, khi mà họ bước tới sân khấu của SBTN, bước tới cái phim trường của SBTN, họ đã choáng ngợp và họ cảm thấy là rất là trào lên cái niềm vui, là bởi vì họ không ngờ một cái chương trình tổ chức rất là quy mô, và một cái lực lượng phải nói bên camera crew đó đông, mà mỗi một người mỗi trách nhiệm cái công việc về cái những người mà behind the scene rất là quan trọng. Cho nên là các anh em tới mà sao ôi sao thấy mà làm việc quá sức là tỉ mỉ chi tiết và từng chút một. Và khi mà các quý vị thấy là những thí sinh mà bước được lên sân khấu đó là phải nói chuẩn bị rất là kỹ từng bài hát, phải tốn biết bao nhiêu những công sức tập luyện và hòa âm vâng. cũng như là thâu âm, cho nên cho năm nay đó cái kinh nghiệm và những về năm trước của chúng tôi phải nói là không những cần cái sự khuyến khích về vấn đề tinh thần nhưng mà cần về vấn đề vật chất nữa, cho nên là trong từ bây giờ cho suốt tới những ngày sắp tới, quý vị sẽ thấy là chúng tôi sẽ kêu gọi quý vị hỗ trợ cho cái chương trình bằng cách là quý vị có thể đóng góp. Như Kim Nhung cũng vẫn thường hay chia sẻ với chị Diệu Quyên, khi mà mình coi một cái chương trình nào đó, mình lên mình download một cái phim mình cũng phải trả tiền mình coi. Cũng giống như là quý vị thấy là coi một cái chương trình quá quy mô và lại là trực tiếp truyền hình nữa, thì quý vị ủng hộ 50, 100 cũng như là quý vị mua một cái vé để mà xem một chương trình vậy. Có như vậy thì cái chương trình mang một cái ý nghĩa gọi là bảo tồn nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa qua những cái tiếng hát gọi là Tiếng Hạt Vàng, là bởi vì những cái người mà ở trong cái lứa tuổi Tiếng Hạt Vàng đó họ tìm lại những cái nhạc phẩm xưa ha chị Diệu Quyên. Đúng rồi. Trời ơi ca hay quá, phải nói là bây giờ khi mà Kim Nhung coi lại Tiếng Hạt Vàng năm 2022 đó, Kim Nhung cũng không thể ngờ được là những người đứng ở trên đó trên 80 tuổi. Dạ vâng. Thưa quý vị, chương trình trong suốt 2 ngày thì có khoảng 16 thí sinh thì
năm 2022 chúng ta có khoảng 14 thí sinh, 2 ngày là tới 24 bài hát phải hòa âm cũng như là thâu trước khi mà thí sinh gửi đến quý vị. Hôm nay nghe nói là tới 30 mấy bài hát, chị được quên. Cho nên rất là cái nhạc sĩ tốn công phu rất là nhiều khi mà hòa âm, thâu âm và gửi đến quý vị cái final cut. Năm nay con số thi vào thì còn đông hơn. Đông hơn nữa. Cho nên Kim Nhung vừa mới nói là 32 người. 16. Cho nên mình nhân đôi lên. Cho nên cái bài hát nó phải nhân đôi lên thưa quý vị. Cho nên cái thời gian sẽ tốn rất là nhiều để mà làm hòa âm. Và ngay từ bây giờ là Kim Nhung đã thấy là có người đến đặt chỗ ngồi rồi. Tuy là chúng tôi chưa có mang đưa vé ra nhưng mà đặt tiền trước. Cho nên Kim Nhung biết là năm nay sẽ có rất là nhiều người họ sẽ đến tham dự. Và ngay cả những người của mùa trước đưa bà con, anh em gì đó đến. Hoặc là bây giờ năm nay khán giả nhiều người họ xem qua cái YouTube hoặc là chương trình năm trước đó. Nên họ muốn tới để mà tận mắt và theo dõi cái chương trình. Cho nên quý vị phải gọi ngay chứ không có là... Và nếu mà quý vị đến là phải đến 2 ngày. Tại vì nó là 2 ngày điểm cộng lại. Hồi năm trước chị Quyên tưởng là chia đôi, không có chia đôi. Cho nên ngày thứ 16 tháng 9 bao nhiêu điểm, ngày 17 tháng 9 bao nhiêu điểm cộng lại, ai là cái điểm cao nhất thì sẽ là được cái giải hạng nhất, phải không ạ? Đúng rồi. Thì thưa quý vị phải cưới tới coi hết cả 2 ngày luôn thì mình mới có thể cái con mình mới thể mình thấy được cái thí sinh đó có đúng như là mình dự đoán hay đúng không thế. Trong 2 ngày. Đúng thế. Một lần nữa quý vị đến ở gần khu vực này hoặc là quý vị ở xa có thể bay về để mà tham dự thì quý vị có thể gọi cho số phone của đài là 7146361121 để có thể đặt chỗ ngồi, hoặc là quý vị có thể gọi số phone để hỗ trợ qua Visa hay là trên PayPal cũng được. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tức buổi chiều ngày hôm nay và chúc cho quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị.